Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng vào buổi sáng của ngày hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 12, chúng tôi dành trọn chương trình để cung cấp cho quý vị những điều khoản nào có trong đạo luật cứu nguy kinh tế mà Quốc hội vừa đạt được thỏa thuận vào tối của hôm Chủ nhật, là tối ngày hôm qua. Và lưỡng viện Quốc hội sẽ bỏ phiếu nội trong ngày hôm nay, là ngày thứ hai. Thưa quý vị, những điều mà chúng ta cần biết đó chính là quyền lợi của mình. Thí dụ, Thanh Tùng sẽ mang đến quý vị thông tin liên quan tới số tiền trợ cứu kinh tế lần này cho bà con của mình là bao nhiêu. Ai sẽ đủ điều kiện để nhận số tiền này? Bao giờ mình sẽ nhận được tấm chi phiếu? Chương trình trợ cấp thất nghiệp với số tiền hỗ trợ của chính phủ liên bang 300 đồng một tuần bắt đầu từ ngày nào, sẽ kéo dài trong bao nhiêu tuần cho những người đang thất nghiệp hiện nay? Kèm theo thông tin liên quan tới việc là chương trình cứu nguy kinh tế lần này, họ sẽ chi bao nhiêu tiền hỗ trợ cho trường học từ mẫu giáo cho tới lớp 12 và các trường college, các trường university. Đặc biệt, thông tin liên quan tới việc tăng tiền food stamp, tăng bao nhiêu, tăng trong bao lâu. Hot News với Thanh Tùng là một trong những cơ quan truyền thông mà quý vị hoàn toàn tin tưởng. Chúng tôi mang đến quý vị thông tin chính xác, thông tin cụ thể, thông tin sớm nhất để quý vị có thể an tâm và biết được về quyền lợi của mình khi chương trình cứu nguy kinh tế này chính thức được thông qua. Tuy nhiên, trước hết cho chúng tôi giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này, đó chính là Angel Beauty, tọa lạc bên trong khu thương xá Grand Century Mall San Jose. Đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408-417-8638. Văn phòng thuế vụ Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân, hùng hợp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Hiện văn phòng thuế vụ Hàng Lê đang giúp cho quý vị tiểu thương ghi danh cho chương trình xóa nợ hoàn toàn chương trình vay PPP Loan. Xin nhắc lại, xóa nợ hoàn toàn chương trình vay PPP Loan hiện nay và đang giúp được cho rất nhiều quý đồng hương của mình. Nên quý vị nào cần giúp đỡ, liên lạc với văn phòng thuế vụ Hàng Lê, 621 đường Tolley Road, San Jose, phòng A125 kế bên cạnh Hồng Minh Travel, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ ở ngay mặt tiền khu thương xá Vietnam Town và bên trong khu shopping Craig Mall Milpitas vẫn phục vụ những món ăn mà quý vị ưa thích qua dạng to go. Phở 90 độ ngay mặt tiền khu Vietnam Town San Jose, 408-993-9090. Phở 90 độ trong khu shopping Craig Mall San Jose ngay lối vào kế bên Marshall, 408-945-6693. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vào sáng của ngày thứ hai 21 tháng 12 vừa lên tiếng cho biết rằng sớm nhất mà quý vị có thể sẽ nhận được tấm chi phiếu cứu trợ của chính phủ liên bang là tuần tới. Nội trong tuần tới, những người Mỹ đầu tiên sẽ chính thức nhận được tấm chi phiếu cứu trợ đầu tiên. Đó là phần xác nhận của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Chương trình cứu nguy kinh tế trị giá hơn 900 tỷ Mỹ Kim đã chính thức đạt được sự đồng thuận từ các nhân vật đứng đầu của lưỡng đảng là Cộng hòa và Dân chủ vào tối của ngày hôm qua Chủ nhật 20 tháng 12, và phần còn lại chỉ là việc bỏ phiếu để thông qua từ Hạ viện và Thượng viện. Phía bên Tổng thống Trump và Tòa Bạch Ốc đã bắn tiếng ngay từ hôm thứ Bảy, kể cả hôm Chủ nhật, rằng là sớm chừng nào mà các ông các bà bên Quốc hội mà đồng ý bỏ phiếu thông qua, sớm chừng nấy gửi dự luật này qua bàn làm việc của Tổng thống, Tổng thống sẽ ký ngay, Tổng thống sẽ ký liền, Tổng thống sẽ ký lập tức. Đó là lời lên tiếng của Tổng thống Trump. Tức là tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng. Như vậy, xem như tạm thời đến giờ phút này không thấy có một trở ngại nào để chương trình cứu nguy kinh tế này không được thông qua. Xin nhắc lại, các nhân vật hàng đầu của lưỡng đảng thì đã đồng thuận rồi. Bây giờ chỉ còn chờ phía của Hạ viện bỏ phiếu, sau đó Thượng viện bỏ phiếu. Sau khi Thượng viện, Hạ viện bỏ phiếu thông qua, mới gửi chương trình cứu nguy kinh tế này đến bàn làm việc của Tổng thống Trump ở Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump thì nói sớm chừng nào dự luật này nó tới bàn làm việc của tôi là cây viết cầm sẵn trên tay rồi đó.
là ông tổng thống cầm sẵn trên tay, sớm chừng nào gửi qua là ông đặt bút ông ký, mà tổng thống ký xong rồi là dự luật chính thức biến thành đạo luật. Do đó mà Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin ông rất tự tin, nổi trong tuần lễ tới thôi, nổi tuần lễ tới thì những người Mỹ đầu tiên sẽ chắc chắn nhận được tiền. Mà những người đó là ai? Có chỉ biết rồi, những người đầu tiên mà nhận được tiền cứu nguy kinh tế, giống như cái hồi đợt hồi tháng 4 vừa rồi đó, là những người có direct deposit với bên sở thuế, tức là những quý vị mà có tài khoản ngân hàng trực tiếp với sở thuế, đó sẽ là những người đầu tiên thấy account của mình, tài khoản ngân hàng của mình tự động giàu hơn 600 đồng, tự động sẽ có thêm 600 đồng nổi trong tuần lễ tới. Lần này thưa quý vị, theo như lời của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin á, thì ông nói rằng là ông không thể vui hơn, không thể hài lòng hơn khi thấy là thỏa thuận cứu nguy kinh tế đã đạt được. Và ông nói rằng là việc mà direct deposit, gửi tiền trực tiếp vô ngân hàng của người dân Mỹ bắt đầu từ tuần lễ tới, ông nói rằng là lần này tiền sẽ đi rất nhanh. Lần này tiền đi rất nhanh, lý do thì quý vị cũng có thể đoán được rồi. Nó khó khăn là khó khăn ở cái lần đầu tiên. Cái lần mà hồi tháng 3, cuối tháng 3, Quốc hội và Tổng thống vừa ký thông qua đạo luật CARES Act trị giá 2.300 tỷ Mỹ Kim, trong đó cho người dân Mỹ 1.200 đồng. Quý vị nhớ rằng là đó là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ mà có cái chương trình cho tiền này. Chưa kể, lúc đó cũng đang ở trong mùa thuế. Đang trong mùa thuế, đó là tháng 3, tháng 4, tháng 5 mà, vẫn còn trong mùa thuế. Còn lần này thì sở thuế đó, sở thuế liên bang đó, họ đã có sẵn hồ sơ của quý vị hết rồi. Họ đã có sẵn địa chỉ quý vị hết rồi, họ đã gửi tiền cho quý vị lần trước rồi. Thì là lần này họ cứ làm theo hồ sơ đã có sẵn, họ gửi tiền đi mà thôi. Cho nên nó sẽ không gặp nhiều khó khăn, không gặp nhiều trục trặc như lần trước. Chưa kể lần này chưa vào mùa thuế, mình vẫn còn ở thời điểm cuối tháng 12, chưa vào mùa thuế. Cho nên sở thuế họ vẫn còn kịp để lên danh sách, process, tiến hành chương trình gửi tiền đi. Thế nên một lần nữa thưa quý vị, điểm đầu tiên mà Thanh Tùng sẽ phải thưa với quý vị để quý vị an tâm, lần này tiền gửi ra sẽ nhanh hơn. Có nghĩa là lần này quý vị sẽ nhận được tiền nhanh hơn so với đợt trước là đợt 1.200. Chỉ có điều hổng có vui một chút nào, lần trước của mình mỗi người là 1.200, phải không quý vị? Lần này mỗi người chỉ còn có 600 thôi, nó chỉ bằng một nửa so với lần trước mà thôi, mỗi người được 600. Tuy nhiên, tin vui hãy có cái tin không vui thì phải có cái tin vui nào khác để cho quý vị yên tâm chứ, đúng không? Quý vị á thì chỉ còn 600, tức là bằng một nửa so với 1.200 trước kia. Nhưng con em của quý vị, những người phụ thuộc trong gia đình mà khai thuế đó, thì con em quý vị mỗi đứa được thêm 100. Quý vị nhớ cái lần trước quý vị được 1.200, con em phụ thuộc của quý vị mỗi em được nhiêu? Có 500 thôi, đúng không? Mỗi đứa nhỏ trong nhà chỉ có 500 thôi. Riêng lần này quý vị thì 600, nhưng tất cả con em phụ thuộc trong nhà của quý vị mỗi đứa 600 theo luôn. Lần trước tụi nó 500, lần này mỗi đứa 600, tức là mỗi đứa nhỏ trong nhà của quý vị mỗi đứa thêm 100. Đó, thì nó cũng có cái an ủi, nó không có cái gì đó nó an ủi, mình bị bớt tiền nhưng mấy đứa nhỏ nó thêm tiền, đúng không quý vị? Đó. Rồi, một lần nữa cho Thanh Tùng nhắc nha. Chương trình mà gửi tiền ra trợ giúp cho bà con của mình 600 đồng một người, lần này 600 đồng một người, và sẽ gửi ra rất là nhanh, sẽ gửi ra rất nhanh, nhanh hơn lần trước luôn. Lần này đó, quý vị biết rằng là sẽ gửi tiền ra sớm nhất là vào tuần tới. Những ai có direct deposit sẽ là những người đầu tiên nhận được tiền, được chưa? Rồi, bây giờ thì quý vị sẽ hỏi thăm liên quan tới cái điều kiện nào để mình được nhận tiền cứu nguy kinh tế lần này, thì nó cũng sẽ tương tự như đợt lần trước. Hồi đợt trước những ai được nhận thì lần này quý vị cũng sẽ tiếp tục được nhận, điều kiện y chang như vậy. Y chang vậy là sao? Là những ai có thu nhập từ 75.000 trở xuống, 75.000 trở xuống, thì những quý vị đó mỗi vị được 600 đồng. Hai vợ chồng thì mỗi người, hai vợ chồng mà cộng lại đó, hai chồng cộng lại mà từ 150.000 đồng trở xuống thì hai chồng được 1.200. Mấy đứa nhỏ ở trong nhà, mỗi đứa nhỏ được 600. Thí dụ gia đình của quý vị cộng lại thu nhập hai vợ chồng mà từ 150.000 đồng trở xuống, và nhà quý vị có hai em nhỏ, thì lần này gia đình của quý vị được bao nhiêu? 4 người, hai chồng hai đứa con là 4 người, nhân cho 600
4 người nhân 600 ra bao nhiêu? Là 2.400. Đó, con số dễ tính cho quý vị như vậy. Những gì chính thức, chính xác, cụ thể được bao gồm trong chương trình cứu nguy kinh tế lần này, đặc biệt là chương trình trợ cấp thất nghiệp, Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe sau ít phút quảng cáo. Mong quý khán giả nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý vị quay trở lại tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Hot Tips với Thanh Tùng lần này, Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe chi tiết hơn những gì được bao gồm trong chương trình cứu nguy kinh tế trị giá hơn 900 tỷ Mỹ Kim mà Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận, và đặc biệt thông tin liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp dành cho quý vị, nó sẽ được thêm tiền của liên bang. Quý vị trợ cấp thất nghiệp thì quý vị được một phần là tiền của tiểu bang. Rồi bây giờ liên bang họ rót thêm tiền từ liên bang nữa. Mỗi tuần họ cho quý vị bao nhiêu? Bắt đầu từ ngày nào quý vị sẽ được nhận cái số tiền bổ sung đó? Mình cần biết thêm ha. Rồi tiền food stamp sẽ được tăng bao nhiêu và sẽ kéo dài trong bao lâu? Những thông tin liên quan trực tiếp tới quyền lợi của quý vị khi chương trình cứu nguy kinh tế này được thông qua, do quý vị cần phải biết. Tuy nhiên trước hết thì cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị. Bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này là Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân, tọa lạc bên trong khu thương mại Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa phục vụ cái đồng hương từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 408-528-9297. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1, giờ mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. Paloma Cafe tọa lạc ngay mặt tiền của khu thương xá Grand Century Mall, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, 408-277-0922. TN Karaoke, quý vị muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ, muốn đổi máy hư thành máy mới, xin gọi anh Đoan Nguyễn, 408-223-2300, hay vào trang nhà tnkaraoke.com. An Khang Mì Gia trong khu VIP Nam Thao, mở cửa từ 9 giờ sáng 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần, 408-217-9496. Hồi nãy trước khi phát quảng cáo thì Thanh Tùng đã kể quý vị nghe liên quan tới cái tấm chi phiếu rồi phải không? Quý vị đọc mà nếu quý vị có nghe bản tin của tiếng Mỹ thì dùng chữ là stimulus check. Check là tấm chi phiếu, stimulus là kích thích kinh tế. Stimulus check có nghĩa là tấm chi phiếu kích thích kinh tế. Nhờ Thanh Tùng biết là bà con Việt Nam của mình đại đa số đó là không có care stimulus gì hết trơn. Tôi chỉ care là tấm chi phiếu số tiền bao nhiêu để tôi biết là được rồi. Cho nên quý vị hiếm khi nào mà nghe Thanh Tùng dùng chữ stimulus check với bà con mình lắm. Thì Thanh Tùng hiểu tâm lý bà con muốn cái gì nó đơn giản, và số tiền là bao nhiêu, cái quan trọng số tiền bao nhiêu. Chứ đừng có đứng đây mà stimulus gì chứ tôi trơn, đúng không? Cho nên Thanh Tùng sẽ chỉ dịch một cách hết sức là dễ hiểu cho bà con mình là tấm chi phiếu cứu trợ. Khi Thanh Tùng nói là tấm chi phiếu cứu trợ là đại đa số bà con mình hiểu Thanh Tùng đang nói gì, đúng không bà con? Thì thứ một lần nữa, tấm chi phiếu cứu trợ lần này cho quý vị là 600 đồng mỗi người cho những ai thu nhập của năm 2019. Thu nhập năm 2019 của quý vị, tại vì năm nay 2020 mình chưa tới mùa khai thuế mà. Cho nên vẫn phải dựa trên thu nhập của quý vị của năm 2019. Những ai thu nhập quý vị 2019 từ 75.000 đồng trở xuống thì quý vị được 600 đồng. Còn nếu trong trường hợp mà thu nhập quý vị trên 75.000 đồng nhưng dưới 99.000 đồng thì cứ càng nhiều tiền quý vị làm ra trong năm 2019 thì càng bớt lại số tiền 600. Đó giống y chang như cái đợt vừa rồi 1.200 vậy đó. Đó, Thanh Tùng cho nói sơ vậy là bà con mình hiểu. Quý vị càng nhiều tiền thu nhập thì tiền trợ giúp cho quý vị nó càng thấp. Cho tới những quý vị nào mà lương 99.000 đồng trở lên thì xem như quý vị phải nhường tấm chi phiếu đó lại cho những người cần hơn quý vị. Thế nên 99.000 đồng trở lên là không có tấm chi phiếu nào cả. Thì Thanh Tùng chỉ nhắc lại đúng, exactly, chính xác những gì mà chúng ta đã có kinh nghiệm trong đợt chi phiếu lần trước ha. Rồi, hai vợ chồng thì sao? Hai chồng cộng lại miễn sao? Lương của hai vợ chồng cộng lại trong năm 2019 mà nó phải từ 150.000 trở xuống. Đó, có thể bà vợ làm nhiều hơn chút, ông chồng thấp hơn chút, thì hai chồng cộng lại phải từ 150.000 trở xuống thì hai vợ chồng mỗi người mới được 600. Thì hai chồng được 1.200, mấy đứa nhỏ trong nhà mỗi đứa được 600. Đó, dependent, phụ thuộc thì được 600 cho mỗi em.
Rồi, cái đó tiền 600 là Thanh Tùng đã cập nhật mà nên quý vị ha. Cho Thanh Tùng nhắc lại, ông Bộ trưởng Tài chính chứ không phải Thanh Tùng nói nha. Ông Bộ trưởng Tài chính nói chứ không phải Thanh Tùng nói nha. Ông Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin vào sáng hôm thứ Hai 21 tháng 12, ông nhắc là lần này tiền sẽ đi nhanh hơn. Quý vị sẽ được nhận tiền nhanh hơn. Những quý vị sớm nhất nhận được tiền sẽ là những quý vị nhận được Direct Deposit. Những quý vị nào có chương trình đó thì quý vị nhận tiền trước qua ngân hàng của quý vị. Sau đó rồi thì mới tới những quý vị mà nhận tiền qua dạng chi phiếu, và quý vị nhận tiền qua dạng thẻ tín dụng gửi về nhà chưa quý vị. Quý vị có biết là hôm sáng qua chủ nhật thì trong lúc các nhà lập pháp họ đang thảo luận với nhau những chi tiết cuối cùng trước khi thông qua chương trình cứu nguy kinh tế, chính Tổng thống Trump đã gọi điện thoại cho các nhà lập pháp. Ông nói 600 cho mỗi người quá ít, không có làm được cái gì thời điểm này hết. Cho ông Tổng thống Trump, ông muốn là các nhà lập pháp phải làm sao chi tiền cho dân chúng nhiều hơn. Ông muốn phải nhiều hơn 600. Mà như quý vị biết, đã có thông tin cho biết là Tổng thống Trump thì muốn mỗi người phải được 2.000 chứ không phải 1.200 nha. 1.200 là bên dân chủ muốn, nhưng Tổng thống muốn mỗi người phải được 2.000. Nhưng các cố vấn của Tổng thống cản chuyện đó. Họ thuyết phục Tổng thống đừng, 2.000 nhiều quá. Phía bên đảng Cộng hòa họ phản đối tới cùng cái chuyện 2.000. 1.200 mà họ còn không chịu, huống hồ chi 2.000. Nhưng Tổng thống thì vẫn bảo tôi vẫn muốn 2.000. Thì sáng ngày hôm qua chủ nhật, Tổng thống gọi đích thân ông gọi điện thoại cho các nhà lập pháp, và ông bày tỏ ý muốn làm sao cho người dân Mỹ nhiều hơn 600 giùm tôi đi. Nhưng cuối cùng rồi, như quý vị thấy, con số vẫn là 600. Nhưng Tổng thống ông vẫn nói rằng là dù quý vị không làm theo ý của tôi, nhưng tôi vẫn sẵn sàng đặt bút ký thông qua dự luật này nếu tới bằng làm việc của tôi. Đó là chuyện hậu trường ngày hôm qua Thanh Tùng muốn kể cho quý vị. Rồi, hồi nãy Thanh Tùng cũng đã nói với quý vị là ai là những người nhận được tiền trước rồi ha. Là những người direct deposit ha. Quý vị nhớ rằng là cái đợt vừa rồi, cái đợt hồi tháng 3, tháng 4 á, khoảng những người nào mà nhận direct deposit á, thì họ sẽ nhận được trong tuần lễ đầu tiên. Rồi sau đó khoảng 90 triệu người, tức khoảng một nửa trong số những người đủ điều kiện nhận đó, họ nhận được tấm chi phiếu của họ trong vòng 3 tuần lễ đầu tiên. Đó là mình nhìn qua hồi năm trước. Nhưng vẫn còn có 12 triệu người mà sở thuế không liên lạc được. 12 triệu người sở thuế không liên lạc được, thành ra không cách gì gửi tiền cho quý vị hết trơn. Riêng cái vụ này Thanh Tùng sẽ dành một buổi để nhắc quý vị sau. Cho nên đó là lý do quý vị phải chủ động liên lạc với sở thuế để quý vị cung cấp thông tin để quý vị nhận được tiền. Chứ sở thuế bây giờ họ tìm quý vị, tìm em, tìm ở phương nào, tìm không ra làm sao cho em tiền. Thanh Tùng sẽ kể quý vị cái chuyện đó ha. Rồi bây giờ qua tới cái chuyện mà tiền trợ cấp thất nghiệp. Theo như điều khoản trong chương trình cứu nguy kinh tế mà vừa đạt được thỏa thuận đó, thì liên bang sẽ hỗ trợ cho quý vị thất nghiệp mỗi một tuần là 300, và quý vị sẽ được hưởng trong 11 tuần nha. Mỗi tuần 300, được hưởng trong 11 tuần. Thanh Tùng đang nói với quý vị là chương trình của liên bang nha. Còn tiểu bang thì quý vị hưởng làm sao vẫn hưởng vậy, không có ảnh hưởng gì hết nha. Đây là liên bang cho thêm mỗi tuần 300 cho trong vòng 11 tuần. Bao giờ bắt đầu? Bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 và sẽ kéo dài cho đến ngày 14 tháng 3. Có thể bắt đầu từ 27 tháng 12 và kéo dài đến 14 tháng 3. Đó là trong chương trình. Chương trình tính như vậy. Còn có thay đổi hay không là do quyết định của bên Bộ Lao động Liên bang. Nhưng chương trình cứu nguy kinh tế thì muốn quý vị bắt đầu nhận được tiền từ ngày 27 tây tháng 12. Mỗi tuần 300. Và cũng cho luôn những quý vị đang hưởng chương trình PUA, quý vị vẫn tiếp tục được 300 đồng mỗi tuần trong vòng 11 tuần. Rồi dẫn nối trở lại, mở trở lại chương trình PEUC. PEUC là chương trình mà gia hạn cho quý vị 13 tuần sau khi quý vị đã hưởng đủ số tuần lễ trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang quý vị. Liên bang cho thêm 13 tuần nữa, gọi là PEUC. Còn PUA là những người mà làm công việc độc lập, làm nghề tự do đó, thì quý vị vẫn được hưởng 300 đồng mỗi tuần trong 11 tuần. Rồi thông tin về trợ cấp thất nghiệp. Rồi quý vị yên tâm. Bây giờ quay sang với cái phần tin về PPP luôn. Lần này chi ra 284 tỷ Mỹ Kim cho riêng chương trình PPP loan. 284 tỷ Mỹ Kim đó có nghĩa là gì? Không có đủ. 284 tỷ Mỹ Kim với mình nghe thì nó lớn, nhưng với cả nước Mỹ chứ biết bao nhiêu cơ sở thương mại dịch vụ, không có đủ. Vì có nghĩa là sao? Một khi chương trình vừa thông qua đó, mà vừa bắt đầu đó, quý vị phải ghi danh liền, quý vị mà đứng mà còn ngâm nga ca giọng cổ á,
thì em chúc lành quý vị, em chúc quý vị may mắn nha. Rồi, bên cạnh đó, quý vị biết trong số 284 tỷ Mỹ Kim đó, người ta chi ra 12 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ riêng chương trình PPP dành cho những quý vị nào mà chủ của các cơ sở thương mại mà là những người thiểu số, là chúng ta đó, là chúng ta những người thiểu số. Quý vị sẽ được, coi như là những cái cộng đồng đó đó, sẽ được 12 tỷ Mỹ Kim riêng để hỗ trợ tiền nợ PPP loan. Thì quý vị thấy mình sẽ không bị bỏ sót. Bây giờ quay sang với cái tiền Food Stamp nha quý vị. Rồi, nhiều chương trình quá mà hết giờ. Chương trình Food Stamp, những ai đang hưởng Food Stamp xin lưu ý, quý vị sẽ được tăng thêm 15%. Tăng thêm 15% tiền Food Stamp nổi trong vòng 6 tháng tới. Trong 6 tháng tới thôi, mỗi tháng quý vị được thêm 15%. Nên mong quý vị lưu ý. Rồi, Thanh Tùng còn nhiều thông tin đó nhưng mà hết giờ nên để dành qua lần sau ha. Thanh Tùng sẽ kể thêm quý vị nghe. Quý vị có thể xem lại tiết mục này. Nhớ nha quý vị, có thể luôn luôn xem lại tiết mục này ở trên YouTube. Cái link YouTube quý vị chỉ cần vào trang của Connect Việt TV hoặc là quý vị gõ chữ Hot News với Thanh Tùng, quý vị sẽ thấy ngay xem lại tiết mục này. Cái gì mà Thanh Tùng nói nhanh quá nghe không kịp, lên YouTube xem lại nha. Xem xong nhớ cho Thanh Tùng xin một cái like. Nhớ subscribe lần sau mình còn xem tiếp. Quý vị bảo trợ tiết mục này đang chiếu trên TV phát hình khắp vùng Bay Area, đông đảo bà con mình đang đón xem. Gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình, chúng tôi đang có chương trình promotion cho quý vị. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị tiết mục này lần tới.